Chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube của Hoàng Long Group. Tôi là Hoàng Thanh Long. Thì hôm bữa thì Long có quay một cái đoạn clip chia sẻ về những cái lợi ích khi mà chúng ta làm video marketing hay là YouTube marketing đó. Thì ngày hôm nay Long sẽ quay tiếp những cái đoạn clip kế tiếp, đó chính là cái đoạn clip ngày hôm nay, đó chính là chia sẻ cách để mình có thể tạo một cái link, một cái tài khoản YouTube, tạo ra một cái kênh YouTube chẳng hạn đó ha. Thì ví dụ như đây là cái kênh YouTube của Long này đó. Thì thật ra là YouTube đó là một cái nền tảng mà của Google, cho nên mà các anh chị chỉ việc là dùng cái địa chỉ Gmail thôi, đăng nhập vào là các anh chị sẽ có thể up clip lên trên YouTube rồi đó. Khá là đơn giản thôi, hoàn toàn miễn phí. Ví dụ như đây Long sẽ sử dụng cái địa chỉ Gmail của Long, Long đăng nhập vào nha, gmail.com nè. Ok, sẽ đăng nhập vào cái địa chỉ Gmail của Long nha. Đấy, thì ở đây nè, ví dụ như thì như nãy giờ Long làm á, thì để mà các anh chị có thể đăng nhập vào thì các anh chị chỉ việc vào kênh YouTube nè, rồi nhắn vào nút đăng nhập thôi, rồi nhập cái địa chỉ Gmail vào. Đó, như vậy là bắt đầu Long đã vào được cái địa chỉ, cái gọi là cái kênh YouTube của Long ha. Đó, bình thường thì các anh chị vào thì nó sẽ có giao diện như này, và có thể video clip sẽ khác nha, tại vì là đây là nó đại loại như là vì cái video clip mà nó gợi ý thôi. Đó, thì để mà các anh chị có thể tạo một kênh YouTube mới á, thì đây là ví dụ như đây là cái tài khoản chính của anh chị nha. Các anh chị không nên tạo một cái kênh YouTube trên cái tài khoản chính luôn, mà các chị nên tạo một cái kênh riêng. Thì để mà tạo một kênh riêng thì các chị click vào cái biểu tượng này nè, biểu tượng của cái kênh YouTube của mình nha, rồi sau đó thì các chị nhấn vào cái nút cài đặt. Đó, khi mà nhấn nút vào nút cài đặt thì bắt đầu nó sẽ hiện ra một cái khung như thế này. Đó, đó, hoặc là Long sẽ để lại cái đường link này nè, các chị thấy nè, youtube.com/account nha. Đó, Long sẽ để cái đường link này vào cái phần mô tả của cái đoạn clip này, để các anh chị có thể click vào nó sẽ ra phần này luôn nha. Tại vì là Facebook hiện tại nó, YouTube hiện tại nó đổi cái giao diện mới, có thể là các anh chị xem cái clip này thì nó lại ngay cái lúc mà nó YouTube nó đổi giao diện mới, có thể các anh chị sẽ khó tìm ra được cái phần này hơn, cho nên Long sẽ để luôn cái đường link này trong phần mô tả nha. Rồi, kế tiếp đó chính là các anh chị hãy click vào cái chỗ là xem tất cả các kênh của tôi hoặc là tạo kênh mới, click vào đây nha. Đó, thì ở đây thì Long có rất là nhiều kênh như thế này, và Long sẽ tạo một kênh mới nha anh chị. Đây, Long sẽ click vào đây để tạo một kênh mới, click vào đây. Rồi, bắt đầu á, tới đây thì các anh chị sẽ nhập cái tên tài khoản thương hiệu. Thì ở đây là tài khoản thương hiệu là cái gì? Long ví dụ như cái kênh YouTube của Long nè, thì cái tài khoản thương hiệu là cái kênh YouTube của mình á. Nè, ví dụ như đây là kênh YouTube nè. Đấy, kênh của tôi. Thì cái tên của cái kênh của mình á, đó chính là cái tên thương hiệu đó. Đó, tên tài khoản thương hiệu nè. Đó, ví dụ như là Hoàng Long Group chẳng hạn đó. Ví dụ như đây nè, đó, Hoàng Long Group, đó chính là cái tên của kênh mình. Thì đây các chị sẽ nhập vào là cái kênh mà các chị muốn đặt tên. Ví dụ ngày hôm nay Long muốn đặt một cái tên là Hoàng Thanh Long. Long muốn tạo một cái kênh riêng của mình nha. Tạo. Đấy, thì rồi ha. Như vậy là coi như các anh chị đã xong một cái kênh YouTube. Như vậy là các anh chị có thể up clip lên được rồi đó. Tuy nhiên thì như vậy thì nhìn nó không có đẹp và không chuyên nghiệp, cho nên là các anh chị cần phải thay đổi ảnh đại diện nè và ảnh bìa cho cái kênh YouTube này nha. Thì Long đã chuẩn bị sẵn cái ảnh bìa và cái ảnh đại diện cho YouTube rồi, cho cái kênh rồi, cho nên là Long sẽ không hướng dẫn cái cách để tạo cái ảnh bìa này nha. Thì các anh chị muốn xem cái cách để mà tạo ảnh bìa thì các anh chị có thể vào cái kênh YouTube của Long á, và các anh chị có thể là tìm một cái công cụ là Canva, hoặc là lên YouTube và các anh chị tìm cái công cụ là thiết kế ảnh bằng Canva chẳng hạn, thì sẽ có một cái đoạn clip của Long chia sẻ về cái việc là thiết kế ảnh này. Cho anh chị xem cái đoạn clip đó.
bạn yêu quá. Thiết kế ảnh nè, đây nha, thiết kế ảnh online không cần cài phần mềm đó, thiết kế ảnh online không cần cài phần mềm Canva đó. Thì cái nếu mà các chị xem cái đoạn clip này thì các chị sẽ biết cách làm như thế nào để mà có thể tạo một cái ảnh bìa trên YouTube cũng như là tạo một cái ảnh đại diện nha. Long đã tạo sẵn rồi cho nên Long sẽ up lên thôi. Thì để em up lên á thì các chị thấy nè, ở đây nè nó có một cái phần là thêm ảnh nghệ thuật cho kênh nè đó. Rồi sau đó các chị tải ảnh lên. Đấy, Long đã chuẩn bị ảnh sẵn rồi, Long sẽ up cái ảnh này lên. À, kích thước ảnh này các chị thấy không? Nó quy định kích thước là tối đa là 6m và 2000. Kích cỡ là như vậy. Đó. Đây, các chị thấy chưa? Một kênh YouTube. Đấy, Long đã chuẩn bị hình ảnh rất là chuyên nghiệp nè. Thứ nhất là trên giao diện máy tính nè, như thế này. Và trên giao diện TV như thế này, và trên giao diện điện thoại thì nó sẽ như thế này. Đấy. Rồi ok, bây giờ tới cái ảnh bìa nè, ảnh đại diện nè. Click vào đây, chỉnh sửa ảnh đại diện. Đây nha, các chị có thể click vào cái hình này để mà up cái ảnh đại diện lên. Mấy cái này là kiến thức khá là cơ bản nha, cho nên Long sẽ làm nhanh thôi. Tạo kênh YouTube khá là đơn giản thôi. Đấy, rồi nhấn xong. Và cái ảnh đại diện này có thể nó sẽ không load ngay đâu chị. Có thể là một vài ngày nó sẽ load ảnh, mà cũng có thể nó sẽ load lên luôn. Hay giống như hiện tại nó chưa load nè. Nó chưa load cái ảnh đại diện của mình lên. Rồi ok. À, coi như vậy là các chị đã tạo xong được cái hình đại diện và cái ảnh bìa cho cái kênh của mình rồi. Các chị có thể click vào cái phần mô tả kênh nè để mình thêm một số cái thông tin về kênh của mình. À, Hoàng Thanh Long là kênh YouTube cá nhân của tôi và tên viết như vậy thôi. Khi nào có nhiều ý tưởng thì viết nhiều hơn, nó tùy theo anh chị nha. Đó, cái tiếp là các anh chị sẽ điều chỉnh cái điều hướng cho cái kênh của mình. Thì các anh chị click vào cái nút cài đặt này nè. Đấy. Thì các anh chị bật cái chỗ là tùy chỉnh bố cục kênh này lên nha. Đó, lưu vào. Điều chỉnh bố cục kênh này có nghĩa là như thế nào? Long ví dụ như thế này nha. Anh cho các anh chị xem cái kênh YouTube của Long nè. Bình thường nó không phải như thế này đâu các chị. Bình thường thì cái video clip nó sẽ rất là luồn tuôn, có nghĩa là bạn up lên bao nhiêu thì là nó sẽ hiện lên cái một dọc như thế này nè, một dọc như thế này. Nhưng mà khi mà chỉnh bố cục kênh nó thì nó sẽ khác. Nó cái bình thường nó như thế này nè, giống như là nó vào một video clip mà nó ở dạng như thế này, nó dạng dọc á, là danh sách đó, nó cứ dọc xuống như thế này nè. Đó, nhìn nó không được đẹp lắm đó. Thì các anh chị sẽ chỉnh bố cục kênh bằng cách là thêm các cái làm cho cái kênh mình nó đa dạng phong phú hơn ha. Ví dụ như đây là các chị sẽ tạo những cái khung như là video video sẽ xem tiếp theo nè, rồi một số cái nào, ví dụ như video clip này thì nó nằm ngang nè, rồi video clip này thì nó nằm dọc nè. Đó, có khi mà các anh chị có nhiều clip rồi nó sẽ hiện ra như thế này, nhìn rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp nè. Đó, đó, thấy chưa?
Đó, nó như vậy, ý Long là vậy. Đó là cái phần gọi là bố cục kênh nè. Các anh chị có thể thêm bằng cách nhắn vào đây. Ví dụ như đây, cái phần đầu tiên Long muốn thêm đó chính là video clip phổ biến hoặc là video clip tải lên chẳng hạn. Đó, và Long muốn cái cột này là phải là cột ngang. Rồi kế tiếp Long lại muốn thêm một cái nữa, đó chính là video phổ biến. Hồi nãy cột ngang, bây giờ Long muốn cột này là cột dọc. Đó, nó đại loại như vậy. Hiện tại chưa có clip cho nên nó không hiện ra, nhưng mà khi có clip rồi á, nó sẽ hiện ra rất là đẹp các chị ạ. Đấy, và các chị có thể thêm phần cái video được đăng, hoặc là video được đăng nè, đó, nãy dọc bây giờ tới ngang, đó. Các chị cứ xen kẽ dọc ngang như vậy thì nhìn sẽ đẹp hơn. Đó, hoặc là các chị có thể là làm luôn cả cái đại loại như là một cái danh sách chẳng hạn, danh sách phát đó, các chị cứ thêm vào đây ha. Thì Long thêm vài cái thôi. Đó, nhìn nó sẽ đẹp hơn, cái kênh mình sẽ đẹp hơn nhiều lắm. Rồi cái kế tiếp là Long muốn hướng dẫn các chị cách để mà mình cấu hình cho cái kênh của mình. Thì để cấu hình thì các chị click vào chỗ là trình quản lý quảng cáo, trình quản lý video clip. Rồi sau đó các chị click vào trong cái phần kênh này nè ha. Phần kênh nè, click vào đây. Đây ha, có một số cái mục mà Long muốn chia sẻ. Các chị vào cái chỗ là mặc định cho video tải lên, click vào đây. Nhà thứ nhất á là cái chỗ bảo mật này nè, các anh chị không nên để công cộng mà các chị để là không công khai thôi. Có nghĩa là sao? Cái này khi cái clip mình up lên nó sẽ nằm ở chế độ không công khai, là những người nào mà có cái link của mình á thì người ta mới xem được cái clip. Các anh chị không nên công khai liền, tại vì là cái clip của mình nó chưa được hoàn chỉnh khi mà up lên á. Các anh chị cần phải viết mô tả, viết rất là nhiều thứ, nhưng mà các anh chị đã có công khai cái đoạn clip thì nó không hay lắm ha. Thứ hai là các anh chị chọn chuyên mục, ví dụ như là cái kênh của anh chị là phụ thuộc vào cái chuyên mục nào thì các anh chị hãy lựa chọn cái chuyên mục đó. Cái này rất là quan trọng nha chị, cái này giúp cho cái thằng cho YouTube á, nó sẽ biết cái clip của mình là cái loại clip nào để nó đưa cái clip mình đến với những người đó. Đó, ví dụ như em Lâm sẽ lựa chọn là khóa học và công nghệ nha. Đó, và kế tiếp là giấy phép thì các chị cũng giữ nguyên thôi. Phần mô tả, ví dụ như là các anh chị up những cái đoạn clip, những cái kênh nào mà nó có nội dung nó gần giống nhau á, thì các anh chị có thể thêm luôn cái phần mô tả và cái phần tiêu đề ở đây nè, và luôn cả phần tag ở đây. Tuy nhiên á thì clip của Long là những cái đoạn clip mà nó nội dung khác nhau, mỗi clip khác nhau á, cho nên Long sẽ không lựa chọn phần này. Ok ha, chọn ngôn ngữ. Rồi ok, cái này cũng cần chọn ngôn ngữ cho phép mình xem. Rồi ok, cái này cứ giữ nguyên hết là được. Rồi sau khi các chị lựa chọn xong rồi, các chị nhắn luôn nha. Chưa xong. Rồi tới lưu xong phần này, cái tiếp là các chị click vào cái chỗ mục nâng cao này nè, click vào mục nâng cao này. Đó, và các anh chị sẽ chọn quốc gia nha. Thứ nhất là các anh chị là chọn quốc gia ở đây nè, không nên lựa chọn Việt Nam nha các chị. Các anh chị nên lựa chọn là ở Mỹ. Đó, tại sao lại lựa chọn ở Mỹ? Tại vì là hiện tại á, Long không biết là hiện tại thì ở Việt Nam người ta đã YouTube đã cho mình bật kiếm tiền chưa, nhưng mà trước đây thì Việt Nam không cho bật kiếm tiền, cho nên mình phải lựa chọn ở Mỹ để mình có thể bật kiếm tiền lên các chị. Thì lúc đó các anh chị mới có thể chèn quảng cáo trong cái đoạn clip của mình. Hoa Kỳ đúng rồi, Hoa Kỳ đây ha, Hoa Kỳ. Rồi từ khóa về kênh hả, kênh cái từ khóa này rồi, cái đó không quan trọng. Cho phép quảng cáo được hiển thị bên cạnh video của tôi. Rồi ok. Đấy, nè có một số cái này nữa. Đấy, các anh chị lựa chọn cái này nha. Rồi sau đó các anh chị nhấn lưu. Rồi coi như vậy là các chị đã tạo gần xong cái nền cái kênh của mình rồi. Rồi kế tiếp là xây dựng cái thương hiệu nè. Thương hiệu nghĩa là sao? Ví dụ như đây nè, làm cho các anh chị khi mà anh chị nhắn vào clip của Long thì nó sẽ hiện ra một cái chữ ở đây nè, không phải chữ, một cái hình đó, cái hình nhỏ nhỏ ở phần góc bên tay phải ở phía dưới á, để giúp cho khách hàng họ có thể là đăng ký cái kênh cho mình, kênh của mình đăng ký theo dõi kênh của mình á. Đây ha, cho anh chị xem, lát nó sẽ hiện hình nó ra. Đâu rồi, đây, nó hiện một cái hình như thế này nè. Đó, kênh YouTube của Hoàng Long Group. Đây, Long sẽ, bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái ảnh
thì các anh chị nên lên trên Google và tìm cái ảnh gọi là YouTube chẳng hạn, hoặc là các anh chị có thể tìm chữ đăng ký logo đó. Anh chị nhắn thêm chữ logo nha, để cái giờ để hình nó được đẹp hơn, nó đại loại như dạng trong suốt á. Ví dụ như các anh chị có thể lựa chọn cái hình này nè, các anh chị mà lựa chọn cái hình nằm ở phía sau nó có bôi những cái ô vuông sọc caro như này đó. Hoặc là các anh chị có thể tự thiết kế nha, tự thiết kế ví dụ như là hãy theo dõi kênh của tôi hoặc là đăng ký hay gì gì đó. Đấy, nha, bây giờ sẽ ốp cái hình cái băng nước này lên. Cái gì chọn này. Đây, chọn cái hình này. Ốp lên. Rồi, lưu. Đây ha, các chị sẽ xem cái hình nó sẽ đại loại như thế này đó. Chúng ta sẽ có một cái hình nhau trắng như thế này. Sau này khi có clip rồi, các Long sẽ cho các chị xem cái hình này nó sẽ xuất hiện như thế nào đó. Nó sẽ xuất hiện trên kênh mình như thế này nè. Đó. Thì đây chính là một số cách để các chị cấu hình cho cái kênh của mình nha. Trạng thái là tính năng nè. Nào bật kiếm tiền, các chị có thể bật kiếm tiền lên. Đấy, bắt đầu. Nhưng mà để mà kiếm tiền các chị cần phải kết nối với là ASEAN này nọ. Cái này các anh chị để sau đi. Đó. Các chị cứ bật kiếm tiền lên trước cái đã nha. Rồi, coi như là tạm thời là cái kênh của mình cũng khá là đầy đủ rồi. Đấy. Thì trong quá trình làm còn thiếu cái gì thì Long sẽ bổ sung thêm nha. Đấy, thì đây chính là một số cái video, cái video clip thứ hai là chia sẻ về cách để các anh chị có thể tạo ra một kênh YouTube. Như vậy là coi như là khá là một cái kênh YouTube khá là đầy đủ rồi đó. Thì các anh chị có thể thêm một số cái nữa chứ. Ví dụ như các anh chị có thể click vào cái nút giới thiệu này. Các chị có thể thêm một số cái giống như kênh của Long này. Đấy, ví dụ ở đây nè. Đó, Long thêm một cái địa chỉ trang web nè, Long thêm cái cách để mà đăng ký kênh nè, Long thêm YouTube nè, đó, thêm hướng dẫn miễn phí nè, đó, thêm Facebook, đó, thêm rất nhiều thứ ở phần này. Thì cái đó thì các chị sẽ click vào cái phần giới thiệu này nè. Đó. Các anh chị thêm vào đây, thứ nhất là thêm mail của mình. Đấy. Thêm mail để chi, để sau này khách hàng họ có thể thấy cái mail của mình để họ có thể liên lạc với mình. Ở chỗ này các anh chị chọn Việt Nam. Yeah. Rồi, liên kết nè, đây là cái phần liên kết luôn. Ví dụ như bây giờ Long muốn thêm vào cái kênh là Facebook đi. Facebook nè, đấy. Long muốn thêm cái kênh Facebook cá nhân của Long vào đây nha. Thì Long sẽ tìm ở đây, Long sẽ copy cái link này, rồi Long bắt vào đây. Đấy. Rồi Long muốn thêm một cái nữa là theo dõi kênh. Đấy. Thì á, thay vì bình thường các anh chị sẽ vào đây nha, và các anh chị sẽ click vào cái chỗ này, chỗ kênh của tôi. Nè, kênh của tôi nè. Thay vì các anh chị copy cái đường link này, các anh chị sẽ copy luôn cái đường link này. Lần cho các anh chị xem nha. Copy đường link này. Đây, các chị copy luôn cái phần này. Cái phần này nè. Đấy. Copy luôn cái phần này nha. Và các anh chị sẽ để về phía sau này. Đó, và các anh chị copy đó. Tâm sẽ cho các anh chị xem cái ý nghĩa của cái việc làm này là như thế nào nha. Các anh chị bắt vào đây. Đấy. Rồi, ok, các anh chị nhấn hoàn tất đây, các chị có thể thêm nhiều cái hơn nha. Ví dụ như thêm cái trang web của mình chẳng hạn. Đó. Thì cái phần này là như thế nào? Cái phần này nè, cho anh chị xem, Long sẽ mở thêm một cửa sổ ẩn danh nữa. Nếu như cái người khách hàng đó là cái người mà xem clip của mình, họ click vào cái chỗ theo dõi thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Ta click vào đây nha. Đấy, hiện kênh của mình đúng không? Ngoài ra thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái bảng thông báo nữa. Sao không hiện gì? Đâu có copy thiếu gì không? À, đâu thiếu gì. Đây, để Long nhấn để xem. À, nó vẫn nằm trong cái kênh của mình. À, Long sẽ dùng một cái kênh khác.
Đây ha. Đây. Con mắt giờ đây. Click vào cái chỗ theo dõi của mình á thì các anh chị sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng thông báo. Đó, nha. Nó kêu là xác nhận đăng ký kênh. Đó thì khi mà các anh chị làm cái việc này á, người ta click vào cái đường link của mình thì cái tỷ lệ người ta click vào cái chỗ đăng ký theo dõi kênh mình rất là cao và kênh mình sẽ có lượt theo dõi tốt hơn nha. Đó. Đây nè, đã thấy ví dụ như bây giờ cái kênh mình hiện tại nó như thế này. Đây nè, các chị thấy không? Bây giờ nó có chữ Facebook này, YouTube ở đây nè. Đó, ví dụ họ click vào chỗ này thì nó sẽ hiện ra cái nút đăng ký cho khách hàng luôn. Rồi, ok. Coi như là tạm đầy đủ rồi đấy. Thì các chị có thể là bổ sung thêm, tìm cách để bổ sung thêm một số thông tin, ví dụ những kênh phổ biến nè. Ví dụ các chị có nhiều kênh, các chị có thể thêm vào đây. Vì Long muốn thêm cái kênh YouTube của Long như thế này. Đây, Long thêm vào. Đấy. Thêm vào. Đấy, thì các chị sẽ có thêm mỗi kênh của Long group ở đây. Các chị chưa thấy chưa? Đấy chính là một số cái cách để các chị, một số cái việc mà các chị cần làm sau khi mà các chị đã tạo xong cái kênh YouTube ha. Rồi, ok, cái clip thứ hai đến đây coi như là kết thúc. Thì còn nữa, một cái clip rất là quan trọng nữa đó chính là cách để mà các chị tạo ra một cái đoạn clip để up lên trên kênh YouTube như thế nào. Và cách để làm sao để các chị có thể tối ưu cái đoạn clip đó. Ví dụ như là làm như thế nào để mà khách hàng họ có thể tìm thấy mình trên kênh YouTube. Ví dụ như đây ha. Kiếm tiền với tiếp thị các asset chat đây. Đây ha. Đây, các chị thấy chưa? Đấy. Tại sao những cái đoạn clip của Long nó lượt lên top như thế này nè? Mà tại sao có những cái đoạn clip mà nó có lượt xem nhiều hơn? Ví dụ đoạn clip này nè, 7.000 lượt xem nè, hoặc là đoạn clip này tới 20.000 lượt xem nè. Nhưng mà tại sao cái đoạn clip này nó không được lên top mà cái đoạn clip này chỉ mới có 3.000 lượt xem là nó lại lên top? Đó, thì Long sẽ chia sẻ trong cái đoạn clip kế tiếp nha các anh chị. Cái đoạn clip kế tiếp là một cái đoạn clip rất là quan trọng mà. Đó chính là cái đoạn clip hướng dẫn các anh chị làm một cái video clip như thế nào và cách up lên trên kênh YouTube như thế nào để mà các anh chị có thể có được một cái video clip giới thiệu bán hàng cũng như là người ta có thể tìm thấy cái đoạn clip của anh chị trên kênh YouTube. Rồi, ok. Và xin cảm ơn tất cả cô chú chị đã theo dõi cái đoạn clip ngày hôm nay nhé. Nếu như các anh chị thấy hay, hãy chia sẻ cái đoạn clip này, cũng như là hãy bình luận và đặc biệt hơn là hãy theo dõi kênh để Long có thể lấy đó làm động lực để có thể làm thêm những cái đoạn clip hay hơn để chia sẻ các chị các kiến thức mà Long biết về internet marketing. Và xin cảm ơn tất cả cô chú chị đã theo dõi cái đoạn clip. Xin chào và hẹn gặp lại.